Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, hôm qua ông già Noel đã bắt đầu khởi hành từ Bắc Cực, bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới và phát quà Giáng sinh cho các em nhỏ. Và hình ảnh này đã được ghi lại như thế nào? Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập tới trong phần sau của bản tin tối nay, đêm Noel 24 tháng 12. Trước hết là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Khai mạc trọng thể Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 75. Xét xử nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên vì tham ô tài sản. Người dân Long An vui đón Giáng sinh. Thưa quý vị khán giả, sáng nay Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 75 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 75 nhằm tổng kết đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm 2019 và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2019 gắn với tổng kết 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020 trong lực lượng công an nhân dân. Tham dự hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận đi sâu vào nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác năm 2020 và những năm tiếp theo. Truyền hình Thông tấn sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị trong các bản tin tiếp theo. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc dự kiến 500 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019. Kết quả này có phần đóng góp đáng kể của chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2019 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 24 tháng 12. Năm 2019, Bộ Công Thương đã phê duyệt và thực hiện được 205 đề án thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại với tổng kinh phí là 125 tỷ đồng, sử dụng hết 100% kinh phí được bố trí. Các hoạt động xúc tiến thương mại đã đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp trong việc tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường. Tính đến hết tháng 11, các đề án thuộc chương trình đã hỗ trợ hơn 5.000 lượt doanh nghiệp tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, thực hiện hơn 100.000 lượt giao dịch thương mại. Cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình đã được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng giúp doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến thương mại triển khai hoạt động xúc tiến thương mại bài bản và hiệu quả. Năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp để triển khai và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm duy trì và phát triển thị trường trọng điểm, thị trường có các FTA và thị trường mới. Đồng thời, Bộ cũng sẽ đổi mới phương thức xúc tiến thương mại truyền thống theo hướng chiều sâu, tăng cường các dịch vụ gia tăng hỗ trợ doanh nghiệp đạt hiệu quả tối đa qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, đẩy mạnh xuất khẩu qua các kênh quảng bá ngành hàng quốc tế. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên chánh án và 3 bị cáo là cán bộ của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên về tội tham ô tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 278 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên truy tố các bị cáo Lê Văn Phước, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Trương Công Lộc, nguyên kế toán, Huỳnh Thị Nhã Nhàn, nguyên thủ quỹ và Ngô Thị Phương Thảo, nguyên kế toán viên Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên về tội tham ô tài sản. Tội danh này có khung hình phạt tù từ 15 đến 20 năm, 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã triệu tập 149 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 8 năm 2017, bị cáo Phước cùng các bị cáo Lộc, Nhàn và Thảo lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, thống nhất lập khống chứng từ sổ sách chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng mà những người này có trách nhiệm quản lý. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Thưa quý vị và các bạn, trước sự gia tăng về nhu cầu sử dụng thuốc Tamiflu 75mg để phòng và điều trị bệnh cúm mùa cho nhân dân, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các đơn vị tăng cường việc nhập khẩu thuốc này về Việt Nam. Theo Bộ Y tế, hiện nay số lượng thuốc Tamiflu 75mg tồn kho tại công ty phân phối là 1.720 viên. Cục Quản lý Dược đã điều động 1.000 viên thuốc Tamiflu 75mg cho Bệnh viện Nhi Trung ương. Lô hàng nhập khẩu 50.000 viên thuốc Tamiflu dự kiến sẽ nhập khẩu về Việt Nam vào ngày 26 tháng 12 năm 2019. Lô thuốc Tamiflu tiếp theo khoảng 140.000 viên 75mg sẽ tiếp tục được nhập khẩu về trong tháng 1 năm 2020. Cục Quản lý Dược đề nghị người dân không tự ý điều chỉnh, chỉ sử dụng thuốc Tamiflu khi được bác sĩ kê đơn. Việc tự sử dụng thuốc không theo đơn của bác sĩ sẽ không đảm bảo an toàn và gây kháng thuốc. Người dân khi có triệu chứng bệnh cúm cần đến các cơ sở khám chữa bệnh để được các bác sĩ khám bệnh và căn cứ vào mức độ bệnh theo hướng dẫn, điều trị và chẩn đoán mắc bệnh cúm mùa. Nếu cần thiết mới kê đơn thuốc điều trị.
Những ngày này khắp các xóm đạo ở Long An rực rỡ ánh đèn sao mỗi khi đêm xuống, không khí Giáng sinh đang tràn ngập các xóm đạo, các nẻo đường. Rất đông người dân đã cùng nhau tụ họp về các xóm đạo để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của mùa Giáng sinh. Giáo xứ Tân An trên địa bàn thành phố Tân An đã khởi động cho mùa Giáng sinh từ một tuần nay. Khuôn viên nhà thờ được trang hoàng nhiều tiểu cảnh hang đá, tuần lộc, cây thông Noel. Cùng với đó là thời tiết mát mẻ về đêm, khiến ai cũng muốn dạo phố ghi lại hình ảnh đẹp và có những giây phút bình yên bên người thân, bạn bè vào những ngày cuối năm dù công việc còn bộn bề. Trong mùa Giáng sinh, các giáo xứ đều có nhiều phần quà dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gồm công giáo và lương giáo. Năm nay thì giáo xứ Bình Quân tặng 100 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng có những cái ngày vui thật đẹp không những cho bà con giáo dân ở giáo xứ Bình Quân này mà còn cả những người lương giáo bên ngoài. Năm nào họ tới tham quan họ cũng có cái ấn tượng đẹp, chính mến Chúa về người đó là cái chân lý của chúng tôi mà sống không những là sống cho riêng mình mà sống cho người khác nữa. Đêm Giáng sinh đang đến rất gần với ước mong an lành hạnh phúc không chỉ của đồng bào công giáo mà của mỗi chúng ta. Đường hoa Tết Canh Tí năm nay có chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh vững tin tiến bước, mong muốn truyền tải thông điệp về một thành phố phát triển, thân thiện với môi trường, gần gũi với người dân. Sau hơn một tháng thi công, các xưởng chế tác, lắp ghép và vẽ đang gấp rút những công đoạn cuối để sẵn sàng xuống đường hoa phục vụ người dân xu xuân đón Tết. Những chú chuột đáng yêu này sẽ là linh vật của đường hoa năm nay, năm Canh Tí, được chế tác lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ. Theo đó, đại cảnh gồm nhạc trưởng là chuột bố cao 3m2, chỉ huy đội nhạc công gồm chuột mẹ và 7 chú chuột con đang đàn hát xung quanh. Hiện tại, 2 chú chuột bố và mẹ đã hoàn thiện, các chuột con cũng đang tiếp tục với những công đoạn cuối cùng trước khi đưa về trung tâm đường hoa. Khâu đầu tới khâu cuối nó cũng phải là qua mấy giai đoạn. Thứ nhất là mình tạo hình trên mớp. Xong rồi mình mới trà nhám, mình mới bọc vải keo, bọc vải mùng lên. Bên đơn vị mình là cũng đã chuẩn bị là trên 70% rồi, xong cái công đoạn là chỉ còn một cái số công đoạn cuối cùng là vẽ vời lại thôi. Giờ chờ đến cái ngày mà triển khai là mình mang ra mình lắp ráp thôi. Trong khi đó, tại xưởng thi công của làng Xuân Lịch Bình Quế cũng đang gấp rút hoàn tất các khâu ghép, trang trí cho hơn 50 chú chuột với đủ hình thái màu sắc. Tại đây cũng chế tác các khung cổng chào, vòng hoa, thuyền gỗ, non lá bằng mây tre, phục vụ việc trang trí các tiểu cảnh tại đường hoa. Cái hạng mục này thì nó chủ yếu là những cái con linh vật về chuột, thì hiện tại là đang khoảng 90% là gần xong. Chắc chắn là đến cái ngày 8 tây tháng 1 đó, thì lúc đó là đem ra, lúc đó mình chỉ có lắp ráp ngoài đường hoa và mình hoàn thành thôi. Tích hợp các sắc thái văn hóa truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế thi công, đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tí 2020 hướng đến thông điệp ước vọng về một thành phố Hồ Chí Minh phát triển vượt bậc, quan tâm đến môi trường sinh thái và cộng đồng. Vì thế các nguyên vật liệu để sử dụng các tiểu cảnh cũng lấy từ sản phẩm tự nhiên, thể hiện đúng ý nghĩa của lễ hội Tết cổ truyền. Cũng như những cây nấm này thì làm toàn là ở đây là mây tre lá là chính, hoặc vỏ cừ tràm đồ này kia. Thì ở đây sẽ có một số mô hình của công nghệ cao người ta sẽ đưa vô dâu ăn trái nè, hoặc là những cái cà chua nè, rồi dưa nè, hoặc bí, những cái trái bí khổng lồ mà hiện nay công nghệ người ta đang phát triển lên. Cho đến thời điểm này, gần 130 linh vật năm Canh Tí với những tạo hình độc đáo, với màu sắc và hình thái vui nhộn cơ bản đã hoàn thành. Cùng với đó là hàng trăm phụ kiện cũng đã sẵn sàng cho việc thi công lắp ráp tại đường hoa từ ngày 8 đến ngày 22 tháng 1 tại đường Nguyễn Huệ. 17 năm qua, đường hoa Nguyễn Huệ là điểm hẹn du xuân không thể thiếu đối với người dân thành phố và du khách tham quan, thưởng ngoạn vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Đường hoa đã nhiều lần được bình chọn vào danh sách Thành phố Hồ Chí Minh 100 điều thú vị tại hạng mục sự kiện du lịch tiêu biểu của thành phố. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Hội nghị thượng đỉnh Trung Hàn Nhật. Động đất 6 độ Richter làm rung chuyển Canada.
Sáng nay, lãnh đạo ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận việc hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn và thúc đẩy thương mại tự do. Việc tăng cường phối hợp trong xử lý vấn đề Triều Tiên cũng nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị này. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in diễn ra ở thành phố Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo ba nước sẽ trao đổi quan điểm về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh sắp tới thời hạn chót cuối năm mà Bình Nhưỡng đặt ra nhằm đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán đang bế tắc với Mỹ. Thủ tướng Abe cũng được cho là có kế hoạch tìm kiếm sự hợp tác từ các nhà lãnh đạo hai nước còn lại trong việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 70-80 của thế kỷ trước. Ngoài an ninh và kinh tế, các nhà lãnh đạo cũng dự kiến thảo luận về tăng cường hợp tác trong một loạt lĩnh vực khác như du lịch, y tế và ngăn ngừa thảm họa. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật đang được cải thiện sau một vài năm nguội lạnh vì các tranh cãi về lịch sử và lãnh thổ. Ngược lại, mối quan hệ Nhật-Hàn lại đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua do những tranh cãi về lao động thời chiến gây ảnh hưởng đến hợp tác thương mại và an ninh. Sáng nay theo giờ Hà Nội, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách cảng Hardy của Canada khoảng 160 km. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ Việt Nam với tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km. Trước đó, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada cho biết ba trận động đất liên tiếp xảy ra trong ngày 23 tháng 12 ở khu vực ngoài khơi cách bờ biển phía bắc đảo Vancouver thuộc tỉnh cực Tây British Columbia khoảng 100 km với độ lớn lần lượt là 5,1, 5,6 và 5,8. Nhà chức trách Canada cho biết không có cảnh báo sóng thần sau động đất và hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong sau những trận động đất trên. Hôm qua, một tàu chở hàng bị lật tại ngoài khơi đảo San Cristobal, Ecuador, khiến 600 gallon dầu tràn ra đây và vùng nước xung quanh quần đảo Galapagos được mệnh danh là quần đảo đẹp nhất hành tinh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Quân đội Ecuador và các nhân viên của công viên quốc gia Galapagos đã phải nỗ lực khắc phục hậu quả tràn dầu bằng cách sử dụng phao quây ngăn dầu loang và dùng len để thấm hút dầu. Bộ trưởng Môi trường Ecuador cho biết lực lượng chức năng cũng bắt đầu tiến hành điều tra xác định nguyên nhân và truy cứu trách nhiệm thủ phạm gây ra vụ việc. Quần đảo Galapagos nằm ngoài khơi bờ biển Ecuador và được UNESCO xếp vào di sản thế giới do hệ sinh thái độc đáo với nhiều sinh vật biển quý hiếm, từng là nguồn cảm hứng cho thuyết tiến hóa của Darwin. Tiếp theo bản tin là một số tin tức đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Cảnh sát Đức vừa phát hiện và giải cứu 11 người nhập cư đang trốn trong một xe đông lạnh. Vụ việc được phát hiện ngay trước thềm Giáng sinh và không lâu sau vụ 39 nạn nhân người Việt thiệt mạng trong xe đông lạnh gần đây ở Anh. Tại một trạm dừng nghỉ ở bang Bayern, cảnh sát cùng tài xế xe tải đã phát hiện và cấp cứu kịp thời 11 người di cư đang trốn trong thùng đông lạnh. Những người này được cho là đã trèo lên chiếc xe tải chở hoa quả đông lạnh ở Serbia để tìm đường vào châu Âu. Chuyến xe có đích đến cuối cùng là Bỉ và nếu không được kịp thời phát hiện, họ có thể đã gặp rủi ro về tính mạng. Trong khi đó, hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã dẫn giải một chiếc thuyền chở 52 người di cư đang trên hành trình vượt biên trên biển Đại Tây Dương đến cảng biển ở Gran Canaria. Các nhân viên Hội chữ thập đỏ và cảnh sát địa phương đã tiếp nhận, cung cấp nhu yếu phẩm và kiểm tra sức khỏe cho những người di cư chủ yếu là nam giới này. Theo thống kê của chính phủ Tây Ban Nha, tính đến đầu tháng 12 này, có tổng cộng hơn 24.000 người di cư đã vượt biên đến nước này bằng đường biển, ít hơn gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày hôm qua, ông già Noel đã bắt đầu khởi hành từ Bắc Cực, bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới và phát quà Giáng sinh cho các em nhỏ. Đây luôn là hình ảnh được đón chờ nhất trong năm trên toàn thế giới. Rất nhiều gia đình đã tập trung tại thị trấn Rovaniemi, Phần Lan để chứng kiến giây phút chiếc xe tuần lộc chở ông già Noel với những gói quà khởi hành. Hello, hello. And Merry xin chào, xin chào. Giáng sinh an lành tới tất cả mọi người. Another year over. Trong làn tuyết rơi trắng muốt, bất chấp giá lạnh, các em nhỏ vẫy chào ông già Noel với chuyến xe mang theo hy vọng. Theo dự kiến, ông già Noel sẽ thu nạp thêm những chú tuần lộc mới trên hành trình dài tiếp theo của mình. Reach thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin trong nước quốc tế tối nay của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.